Chào bạn, nay Jonathan đập hộp một mã quần jean mới về của bên mình nha. Cái hàng khi các bạn nhận hàng thì là full box như này nhá, hàng xịn. Cái mã này là cái mã mới nhất của bên mình. Mã sản phẩm là QZ031 nha. Ở đây thì mình giới thiệu sơ qua một chút. Đây là có cái mắc da thật 100% này. Thường thường hàng quần jean bình thường hoặc hàng đều đều thì cái này làm bằng xi, rất là nhanh bóc. Còn cái đây là miếng da thật nha, miếng da thật. Form thì là form slim fit size có từ 28 đến 36, là những bạn 50 cân đến khoảng 90 cân là vẫn mặc vừa. Đấy, đây là thương hiệu, rất là xịn. Cái mã này thì là cái mã vừa ra lò luôn, mới nhất của bên mình. Theo phong cách đơn giản, nếu bạn nào hay mặc quần jean và thích cái phong cách đơn giản và nó gọi là khỏe và đơn giản thì các bạn nên có những cái mã này trong tủ đồ của mình nha. Phong cách của cái này thì là như các bạn nhìn thấy đây rồi, nó là một màu đen đấy. Ống quần của những cái mã form slim fit của bên mình thì là rơi vào từ tầm 16 cho đến 17,5, mặc nó rất là thoải mái đấy. Ống thì là co giãn nhẹ này, vải là co giãn nhẹ, mặc thoải mái. Và những cái ống quần như này thì là các bạn mặc cũng lên form nó cũng rất là đẹp đấy. Chất liệu vải thì là vải xịn. Khi các bạn đặt hàng bên mình và nhận hàng thì các bạn sờ thử cái chất vải là các bạn sẽ biết được là cái chất liệu của bên mình dùng là nó xịn như thế nào, là gần như là chất liệu cao cấp nhất ở trên thị trường rồi. Đấy, đây là mặt trước này, mặt trước đây thì có cái mác dệt mác size. Quần jean thì nó có nhiều loại, nếu mà bạn nào thích cái phong cách bụi thì bên mình cũng có những cái mẫu nó hơi cào rách. Còn những cái mã này thì dành cho những bạn mà thích kiểu phong cách nó lịch sự nhưng vẫn trẻ trung thì chọn những cái mã như thế này. Đấy, đây là form mặt sau đấy, rất là ok luôn. Chắc chắn là nếu bạn nào mà hay mặc jean thì những cái mã như này là những cái mã mà các bạn nên có trong tủ đồ của mình nha. Từ form dáng chuẩn, chất liệu xịn. Và bên mình bán hàng thì là ship COD toàn quốc. Các bạn khi nhận hàng thì được kiểm tra hàng, các bạn được sờ chất vải và thử. Đấy, cái form này thì là form rất ok, chất vải của nó cũng rất là ok luôn. Mẫu mới nhất của bên mình nha. Vừa về thì mình cũng đã lấy một cái để mình mặc, tại vì cái mã này mình thấy là gần như là đẹp nhất của những cái mã bên mình đang bán. Đấy, hàng bên mình thì full box như này nha các bạn, đầy đủ hộp, túi giấy. Ship hàng, nhận hàng thì mới thanh toán. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip của shop.